nhiều thì biết được được biết với lối sống thói quen hay nói chung là hành vi tạo nghiệp của đa số con người trong xã hội hiện nay rất dễ đi địa ngục sau khi kết thúc thân mạng và lại chúng sinh ở các cõi thấp kém hơn được tái sanh trở lại làm người là cực kỳ ít vậy thì theo quy luật nghiệp báo và tái sanh có thể giải thích như thế nào về hiện, hiện tượng dân số ở địa cầu chúng ta ngày càng tăng Ờ, nó có hai việc thứ nhất là trong cái kiếp nào trong kiếp nào mà có các cái vị độc giác có các vị Chánh đẳng giác tức là có các vị thánh tăng xuất hiện ở thế gian thì trong những cái kiếp trái đất đó cái số chúng sanh sanh về cõi người và cõi trời, nó sẽ đông đảo à, do cái chuyện mà chúng ta được làm phước đến à, các cái bậc thánh cho nên à, chắc chắn là trong tương lai thì cái chuyện tăng dân số nó vẫn sẽ cứ tăng thôi do um, những cái chúng sanh mà ở cái tiền kiếp là họ đã từng cúng dường đến à, các cái bậc thánh hoặc là cúng dường đến Tam Bảo đó. Rồi ở trong trưởng lão Tăng Kệ Có một vị trưởng lão nói như thế này ờ, Ở trong 72 kiếp về trước Thì vị này từng là một con gà trống Và thấy Đức Phật tích xá và khi thấy đức Phật tiết xá như vậy đó, con gà trống á, phát sanh cái lòng hoan hỷ trong sạch đối với ngài và nó ngắt một cái một cái một cái cành hoa sen để nó cúng dường đến đức Phật. Thì kể từ đó trở đi, con gà trống không biết đến các cảnh giới xa đọa. Nhờ cái phước á, những cái phước đấy rồi uh, cho đến thờ đức phật hiện tại thì uh, được là một vị tỳ kheo xuất gia theo giáo pháp của đức thế tôn chứng đắc đạo quả a la hán với tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích đấy cho nên cái chuyện mà ở những cái kiếp những cái kiếp mà có được các vị thánh thì đó là cái phước cho vô hạn chúng sanh đặc biệt là ở cái quả địa cầu này là thuộc hiền kiếp có năm vị chánh đẳng giác sẽ xuất hiện ừ. và cái vấn đề thứ hai là như thế này quý vị xét dùm đi cái số lượng mà loài người so với số lượng những cái loài chúng sanh khác thì nó không đáng nhờ đâu hết trơn nó rất là ít ỏi mình cứ nghĩ là thế giới mấy tỷ người này là nhiều như thực tế mà nói nó còn không bằng có khi nó còn không bằng cái số uh, cái số con kiến tại vì đợt rồi xưa mới coi một cái video người ta có nói là cái cái tổng trọng lượng một con kiến thì nó nhiều hơn tổng trọng lượng của loài người mà quý vị biết là một con kiến thì nó nhẹ lắm mà để mà cái số lượng kiến nó bằng một con người là phải bao nhiêu con kiến thì mới đủ bằng một trọng lượng bằng một con người mà tổng trọng lượng của loài kiến nhiều hơn tổng trọng lượng loài người thì có nghĩa là cái số chúng sanh sanh làm kiến nó rất là nhiều mà đó chỉ là một loài kiến thôi nha đó còn chưa kể đến các loài sâu nè các cái loài côn trùng nè À, rồi các cái loài này loài kia thì cái số lượng nó rất là nhiều áp đảo con người rất là nhiều ừ. thành ra số số người thì mình nghĩ là nó nhiều thì nhiều như vậy đó nhưng mà so ra thì không có không có bao nhiêu hết trơn đây ừ.